Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nói trước mặt anh em đây là chiếc nắp lưng zin chính hãng của model Samsung Galaxy S20 Plus hay S20 cộng anh em. Đó, thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem để anh em biết về một chiếc nắp lưng zin chính hãng nó là như thế nào và những lưu ý anh em cần biết khi mà anh em gặp phải cái tình huống bể vỡ nắp lưng cần phải thay thế nắp lưng cho dòng máy này. Rồi S20 Plus là dòng máy nằm trong model S20 series bao gồm 3 máy S20, S20 Plus và S20 Ultra. Đó, ba cái dòng máy cao cấp cũng đánh vào cái phân khúc Galaxy S là flagship của Samsung ở cái thời điểm ra mắt hàng năm. Rồi, S20 Plus là chiếc máy nằm ở giữa, nó kém hơn S20 Ultra xíu về mặt cấu hình nhưng mà hình đánh giá đây lại là chiếc máy đẹp nhất và nó vừa vừa đủ nhất. Ha, S20 thì nó lại hơi thiếu hơn về trang bị nhưng mà S20 Ultra thì nó lại hầm hố quá ở cái vị trí mà cái cụm cam nó quá lớn và cầm nó rất là nặng, còn S20 Plus thì nó thanh thoát nhẹ nhàng. Trong cái dòng ba cái máy đó thì hình có cảm tình nhất đối với chiếc S20 Plus. Rồi bây giờ trước mặt anh em đây chiếc nắp lưng zin chính hãng màu xanh, xanh này màu xanh da trời, màu xanh cái một trong mấy cái màu của S20 Plus á, thì cái màu xanh này hình cũng thấy là nhiều anh em lựa chọn sử dụng nhất bởi vì nó là một cái màu khá là đẹp ha. Rồi bây giờ nắp lưng S20 Plus sử dụng chất liệu là chất liệu kính. À, không phải là những chất liệu nhựa dẻo như những dòng máy giá rẻ tầm trung. Đó, những máy cao cấp của Samsung họ vẫn dùng chất liệu kính. Chất liệu kính thì chúng ta có vấn đề về rơi rớt, có nghĩa là va đập mạnh thì kính mà nó có thể bể vỡ. Nó nhựa dẻo thì nó không gặp cái hiện tượng đó nhưng mà kính thì nó luôn tạo cho chúng ta cái cảm giác chắc chắn khi mà cầm nắm. Đó, một cái cảm giác cao cấp rõ ràng hơn rất là nhiều so với chất liệu nhựa dẻo ha. Rồi, trong quá trình anh em sử dụng, ví dụ anh em đánh rơi hay va đập hoặc anh em để máy chung với chìa khóa trong túi quần đó, nhằm lúc chúng ta đứng lên ngồi xuống nhiều hoặc những chị em bỏ chung với trong giỏ xách có những hộp son hay những cái vật gì đó cứng nhọn gì đó đó, thì khi chúng ta quá trình chúng ta di chuyển nó sẽ có cái rủi ro cứng bể vỡ nắp lưng đó. Đặc biệt nắp lưng kính thì nó sẽ rất bể vỡ khi mà cái lực tác động của chúng ta nó rơi vào bốn đỉnh góc hoặc là bốn cạnh đó. Ví dụ mà chúng ta rớt trực tiếp vào cái mặt này có thể nó không bể ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta cái lực nó tác động vào bốn góc hoặc là bốn cạnh thì nó sẽ rất là bể vỡ, nó nứt bể liền. Khi mà anh em gặp phải cái tình huống bể vỡ nắp lưng đó, ngoài cái vấn đề về mặt thẩm mỹ làm cho xấu đi cái chiếc máy của chúng ta vốn cũng khá là giá trị rồi đó, thì nó còn một cái rủi ro nữa, đó là gây tiềm ẩn những mối hiểm họa cho linh kiện ở bên trong. Bởi vì sao? Bởi vì nắp lưng hay còn có gọi cái từ là back cover đó, có nghĩa là cái lớp này là cái lớp bảo vệ cho những cái bộ phận linh kiện ở bên trong. Khi mà chúng ta dưới bên dưới một cái nắp lưng, bên dưới một cái nắp lưng khi mà chúng ta mở ra nó sẽ là những cái linh kiện cấu thành thiết bị ở bên trong, ví dụ như pin, ví dụ như cáp, ví dụ như trên đây main board đó. Nói chung nắp lưng nó là cái chốt chặn cuối cùng để tránh những cái tác nhân vật lý bên ngoài tác động vào ở bên trong những cái linh kiện bên trong, vốn rất là nhạy cảm và rất là dễ hư hỏng khi bị tác động bởi những cái điều kiện của môi trường, ví dụ như độ ẩm, ví dụ như nhiệt độ hoặc là sự va đập va chạm ha. Đó, bởi vậy nếu mà nắp lưng anh em bể vỡ một vài đường nứt nhẹ thì anh em có thể trì hoãn khi nào rảnh anh em đi thay, nhưng mà nếu mà nắp lưng anh em nó đã bể nhiều rồi, anh em thấy những cái khoảng hở rồi thì anh em phải tranh thủ đi thay càng sớm càng tốt để hạn chế phát sinh những cái rủi ro gây hư hỏng linh kiện bên trong. Ví dụ nắp lưng anh em bể nó đã lòi những cái bộ phận linh kiện bên trong ra, anh em cứ để anh em xài thì anh em ví dụ anh em trải qua một trận mưa hoặc là ví dụ như chúng ta vô tình có tình huống nào đó nó tiếp xúc với nước vừa đủ thôi, nước ít thôi, nhưng mà ví dụ có cái nắp lưng bên ngoài thì nó không không vô được. Đằng này chỉ mới một lượng nước rất ít nhưng mà nó vô tình nó nhỏ vào đúng những cái vị trí hở đó thì nó gây lập tức nó làm vào nước thiết bị. Lúc này anh em sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí để sửa chữa hơn là cái việc đi thay nắp lưng, đâu đó chỉ khoảng 30 phút. Đó. Rồi, bây giờ hình nói với anh em về những lưu ý khi anh em thay nắp lưng Samsung Galaxy S20 Plus nha. Nếu anh em muốn thay nắp lưng dòng máy này thì có hai yếu tố quyết định cái chất lượng sửa chữa của anh em. Thứ nhất đó là chất lượng của cái nắp lưng và thứ hai là tay nghề của người kỹ thuật viên thao tác. Chất lượng nắp lưng thì không có một cái nắp lưng nào tốt hơn cái nắp lưng zin mình đang cầm cho anh em xem. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cái nắp lưng zin nó như thế nào. Mình sẽ lột cái lớp garanti này ra cho anh em xem. Đó. Một cái nắp lưng zin chính hãng của Samsung Galaxy S20 Plus nó sẽ có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất là cái màu sắc của nó trùng hoàn hảo với cái màu sơn
theo máy của anh em lúc mới lúc ban đầu, nó không có cái hiện tượng lệch màu ha. Những cái nắp lưng lô nó pha màu và nó nước sơn nó không bao giờ giống được với cái nước sơn zin của hãng của theo máy của anh em hết đó. Thứ hai là nó rất tinh xảo. Rất tinh xảo ở những điểm nào? Ở những điểm góc và cạnh, chúng ta thấy cái độ bo, cái độ cong của nó sẽ ốp vừa khít vào cái khung vỏ của anh em. Đương nhiên với điều kiện cái khung vỏ của anh em không phải là bị biến dạng nặng nề, bị cong, bị vên gì đó sau cái đợt va đập ha, thì khi đó anh em thay nắp lưng zin nó sẽ ốp vào tất cả bốn góc bốn cạnh, nó ôm khít vào cái sườn máy luôn, nó tạo ra cái độ thẩm mỹ và cái độ che phủ, độ bảo vệ tốt nhất. Rồi thứ hai, một cái điểm nữa đó là cái sự ống ánh, sự ống ánh của nước sơn đó anh em xem đó, dưới ánh sáng, dưới những cái góc độ nó sẽ y chang như cái nắp lưng zin của anh em. Cái chữ Samsung được in dưới đây đó là in chìm như thế này, và cái độ sơn, cái độ màu của nó sẽ như thế này, nó sẽ y chang như cái nắp lưng zin của anh em vậy. Ở bên trong chúng ta nhìn thấy cái mặt trong nó là một cái được phủ một cái lớp sơn tĩnh điện màu xám. Nó trên đây nó có một cái mã, anh em nhìn kỹ những cái dòng S20, S20 Plus, Ultra rồi này nọ, nó đều có một cái mã ở đằng sau cái nắp lưng như thế này đó. Mỗi một cái nắp nó có một cái mã riêng đó. Sự tinh xảo là như vậy. Rồi vấn đề thứ hai đó là tay nghề của người kỹ thuật viên thao tác. Rồi bây giờ chúng ta cùng nói lại một xíu, thì nói tại sao vấn đề tay nghề. Bây giờ ví dụ như anh em cứ hình dung một cái nắp lưng nó đang bị bể vỡ, một cái nắp lưng đang bị bể vỡ đó, khi mà anh em đã thay được cái nắp lưng mới, anh em phải tách được cái lớp lưng bể vỡ đó ra, và lớp lưng bể vỡ đó nó được dán bằng keo chuyên dụng chính hãng, nó được dán rất là chặt vào bốn góc để nó tối ưu cái khả năng mà kháng nước nữa đó. Nắp zin lúc ban đầu nó là như vậy, thì bây giờ người kỹ thuật viên họ cần phải tách cái nắp lưng bể đó ra khỏi cái khung sườn thì họ mới thay được cái nắp lưng mới vô. Thì nếu mà khi quá trình anh em tách cái nắp lưng được bể ra, anh em không hiểu về cái dòng máy đó, anh em không biết ở bên dưới này nó bố trí linh kiện như thế nào, anh em cứ chọt đồ vô, anh em để tách ra để phá vỡ cái liên kết keo, thì anh em nhìn những cái góc này đi, những cái cáp nè, những cái cáp nè, cáp nè, nếu anh em không biết nó nằm ở vị trí này, anh em cứ chọt cái cây vô sâu quá nó sẽ cắt đứt hết những cái cáp này đó, cáp nguồn nè, nó cắt đứt hết luôn. Lúc này anh em đối diện với những cái vấn đề rất là lớn về rủi ro hư hỏng, và anh em phải phát sinh lên rất nhiều chi phí sửa chữa đó. Nên nhiều anh em coi những video clip trên mạng thấy người ta thay nắp lưng dễ quá, anh em mua về anh em tự thay, thì anh em phải lưu ý cái điều đó. Những cái clip về thao tác là luôn là người ta làm, ít nhất người ta cũng đã có kinh nghiệm rồi, người ta làm vô người ta có cái cảm giác máy rồi, tối thiểu cũng phải như vậy, chứ chưa nói đến cái vấn đề là am hiểu về cái máy đó. Còn anh em chưa biết gì hết, anh em thấy người ta làm dễ, anh em mua về tới lúc anh em cầm vô, anh em chọt cái đồ vô để anh em tắt nắp lưng, anh em thấy ủa sao nó không dễ như mình nghĩ, thì lúc đó đã có thể phát sinh những cái vấn đề hư hỏng rất là trầm trọng rồi. Nhiều khi thay cái lưng mà là chọt chọt hư luôn cái màn hình, thì anh em tốn 4-5 triệu đồng để thay lại cái màn hình ha. Nó rất là nguy hiểm. Rồi nếu mà anh em chắc cú nhất là như thế nào, đó là anh em sẽ tìm đến những cơ sở sửa chữa chuyên sâu và uy tín về Samsung để anh em gửi gắm họ thay đúng cái nắp lưng zin chính hãng đó. Những cái nơi mà chuyên sâu và uy tín thì họ sẽ gọi là họ có đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức để họ nhập được đúng cái loại linh kiện, đúng cái nắp lưng zin của Samsung S20 Plus, và họ sẽ thay thế một cách chuẩn mực nhất cho anh em để phục hồi thiết bị về cái trạng thái hoàn hảo như ban đầu. Keo rồi họ lắp ráp rồi họ làm chặt chẽ hết đó, đó là cái gọi là chắc cú nhất khi mà chúng ta thực hiện cái công tác thay nắp lưng. Nếu anh em ở tỉnh thành xa, anh em không tìm được cái nắp lưng zin, thì anh em có thể liên hệ với Thịnh có thể gửi cái nắp lưng zin này ra cho anh em, nhưng mà anh em đem ra ngoài thợ cho người ta thay. Đó là cái tư vấn của mình ha, để người ta bảo hiểm cho mình cái vấn đề nguyên trạng của thiết bị, tất cả những tính năng sẽ được bảo toàn y như lúc ban đầu. Rồi nếu anh em nào có nhu cầu cần thay nắp lưng Galaxy S20 Plus, anh em có thể liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới ha. Hoặc anh em muốn mua nắp lưng hay tư vấn bất kỳ một vấn đề sửa chữa nào xung quanh dòng máy này, anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình. Rồi chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha, bye bye anh em.